Rồi. Ok, làm bài tập chưa Sơn? Bài tập chưa? Dạ chào. Chưa hay rồi, chưa đúng không? Ở đâu? Rồi vậy có nhớ bài tập của mình là bài tập gì không? Làm sách Úc. Ừ. Sách bài tập trang 63 mở ra. Sách bài tập trang 63 mở ra xem thử đi. Bài nào khó Không. không? Ok, có cái từ nào mà không nhớ không hiểu không? Không. Rồi vậy hết buổi học này làm rồi nhờ mẹ chụp bài gửi cho thầy trước buổi học thứ sáu nha. Được không? Làm nhanh mà. Xong rồi nộp bài cho cô nha. Nhớ nhờ mẹ chụp giùm nha. Rồi, bây giờ học mau nghỉ này. Hôm nay nay học hai buổi không hả? Dạ rồi. Buồn ngủ đúng không? Rồi, ráng ngồi học xíu đi ha. Học khoảng một tiếng hơn cô cho nghỉ ha. Rồi, ráng học xíu đi ngủ. À, bây giờ mình sẽ ôn lại bài cũ trước khi mình vào bài mới đúng không? Rồi, bài cũ của mình. Okay, so the previous lesson is lesson 5, unit 9. Okay, skills time and you study reading. Rồi, bài học vừa rồi của mình là bài 5, unit 9 và mình học phần đọc ha. Rồi, cái bài đọc của mình có tên là Tonight's TV đúng không? Rồi, Tonight's TV, cái bài đọc này nó nói về cái gì? Đó về chương trình. Đúng rồi, chương trình TV đúng không? Rồi. Và ở đây nó có bốn cái chương trình gì đây? Kênh kênh số 1 là chương trình gì? Chương cha ra và một thanh sô cô la may mắn. Trời ơi, thanh sô cô la may mắn hả? Charlie and the Chocolate Factory, đọc lại cho cô nghe coi. Jelly and the chocolate factory. Ừ. Nó là cái gì? Nó là cái loại chương trình gì? Phim hay là kịch hay là truyền hình thực tế? Có thấy chữ này không? Chữ gì đây? No, Phim. film. Ừ, film. Rồi, kênh kênh số 1 sẽ chiếu phim. Cái phim tên là Charlie và cái gì? Chocolate Factory là cái gì? Điểm hình. Factory là cái gì? Cái nơi mà làm ra đồ đó, làm ra đồ vật đó gọi là cái gì? Cửa hàng sô cô la. Nhà máy sô cô la. Factory là nhà máy ha. Charlie và nhà máy sô cô la. Rồi, ở cái đoạn này mình có những cái từ mới nào đây ta? Rồi giờ nhìn cho cô ha, cho cô biết là golden tickets là cái gì? Golden tickets, cái hàng thứ tư á, có nghĩa là gì? Đó là một cái yếu tố Đó trong là cái bộ phim á. một cái Golden tickets là thẻ gì? Đúng rồi, một cái tấm thẻ bằng vàng, một cái tấm vé vàng. Ở trong phim á là Charlie phải có được cái tấm vé này thì mới vào tham quan cái nhà máy của Willy Wonka được ha. Rồi. Và ở trong phim thì hình như trên thế giới chỉ có 7 người có được cái tấm vé nè, 7 người hay 5 người đó. Rồi mình có từ competition là gì sơ? Competition. Cái gì mà nhiều người sẽ tham gia và giành lấy chiến thắng, mình gọi nó là cái gì? Cái gì mà một nhiều người sẽ tham gia nhưng mà chỉ có một người chiến thắng thôi, nhiều người đó sẽ tham gia một cái gì?
thi đấu. Ừ, thi đấu hoặc là cuộc thi ha. Competition là cuộc thi hoặc là một cái cuộc cạnh tranh, một cái cuộc thi đấu. Rồi, mình sẽ có từ chocolate bar. Chocolate bar là gì? Chocolate bar, cái hồi nãy nói với cô đó, lúc đầu nói với cô là tên phim là Charlie và cái gì? Và thanh sô-cô-la. Ừ, thanh sô-cô-la mới là chocolate bar nha. Còn chocolate factory là nhà máy sô-cô-la ha. Thanh sô-cô-la là chocolate bar. Rồi. Ok. Lucky là gì Sơn? Lucky là gì? Lucky là may mắn. Ok, rồi. Cho cô biết kênh số 2 chiếu cái loại... chiếu cái thể loại gì? Hoạt hình. Ừ. Phim hoạt hình ở đây là phim gì? Tom and Jerry. Ừ. Tom là con mèo hay con chuột? Tom là con chuột. Tom là con chuột hả? Rồi vậy Jerry là con mèo hả? Tom là con mèo. Ờ, Tom là con mèo, Jerry là con chuột đúng không? Rồi cho cô biết naughty là gì? Naughty là đuổi. No, naughty là một cái tính từ. Naughty có nghĩa là nghịch ngợm, ngỗ nghịch hoặc là câu có ha. Nói chung là một con mèo cọc tính nhưng mà lại rất là nghịch ha. Rồi naughty là cái tên ví dụ như những đứa trẻ mà nó kiểu nó hay giỡn rồi nó hay quậy phá nhưng mà nó lại hay nghịch rồi đó thì người ta sẽ dùng từ naughty ha. Rồi mình có từ brave là gì? Đuổi. No no no, tính từ luôn. Một cái tính cách. Một cái loại tính cách. Brave là gì ta? Con chuột nó gặp con mèo, con Cherry ở trong truyện nó có sợ con Tom không? Không. Nếu mà nó không sợ con Tom mà con chuột thì cái bản năng nó sợ con mèo mà con Cherry là không sợ thì con Cherry là một con mèo, một con chuột như thế nào? Đặc biệt. Không phải đặc biệt, nó là một con chuột như thế nào mà nó mới không sợ con mèo, nó không can sợ đảm. con gì đó. Ừ, can đảm, brave là can đảm. Còn clever. Ngoài can đảm thì con Cherry nó như thế nào nó mới không có bị con Tom bắt? Khôn. Ừ, khôn, clever là khôn khéo, là thông minh ha. Rồi, mình có từ play trick là cái gì? Play trick or play tricks? Rồi, con Cherry nó thường hay làm gì mà Tom mới tức lên bắt nó? Chọc. Ừ, chọc. Mình có play trick là chọc, ghẹo là chơi khăm ha. Rồi, mình có từ escape. Escape là gì? Bắt. Ờ, no, no. Escape là đặt vào cái hoàn cảnh của con Cherry. Con Tom nó bắt con Cherry thì con Cherry nó phải như thế nào? Chạy. Chạy, nhưng mà chạy, chạy để làm gì? Chạy để... Có phải là nó chạy để nó làm gì khỏi con Tom? Để chạy trốn. Ừ, trốn ha. Escape là trốn thoát ha. Rồi. Mình có find way là cái gì ta? Find ways. Tìm cách. Ok. Ừ, find ways là tìm cách. Còn find out là cái gì? Trốn thoát. No, no, no. Find out là tìm ra. Ha? Kiểu như là find out là mình biết ra được một cái việc gì đó. Mình nhận thức được cái việc gì đó. Mình tìm ra được cái một cái việc gì đó. Ha? Rồi mình có kênh số 3 là thế thể loại gì đây? Thể thao. Ừ, thể thao, sports ha. Rồi, đây là cái trận bóng đá đúng không? Giữa nước nào với nước nào? Nước Japan. Trời ơi, Japan. Japan là nước gì? Japan. Nước Spain. Spain, Spain là nước gì ta? Bữa nhắc nước... hoài. Tây. Tây Ban Nha. Ừ, còn nước còn lại? Egypt. Ai Cập. Egypt. Egypt. Nước Ai Cập. Egypt. Egypt. Ừ, Ai Cập. Rồi, bây giờ nhìn xem có từ nào mới ha. Mình có một cái từ là skillful. Skillful là như thế nào? Sút. Không, skillful là nói về những cái người cầu thủ mà người ta điều khiển cái trái bóng á, nó như thế nào? Giỏi.
Giỏi mà mình có từ skillful ha. Skillful là sẽ thường dùng cho những cái trường hợp một cái người nào đó người ta rất là giỏi trong cái việc người ta làm, mình gọi nó là điêu luyện ha. Điêu luyện ha. Rồi. Mình có Egyptian là gì? Egypt là Ai Cập, còn Egyptian là gì? Nước Ai Cập. Không, Egyptian là Ai Cập. người Ai Cập. Rồi mình có friendly match là cái gì ta? Một cái cụm luôn nha. Friendly match là gì? Bạn để xem. Friendly match là một trận đấu giao hữu ha. Ví dụ dạ theo nghĩa đen nó có nghĩa là một trận đấu friendly là thân thiện đúng không? Trận đấu thân thiện, nhưng mà ở trong bóng đá thì người ta sẽ gọi nó là trận đấu giao hữu đúng không? Bởi vì nó không có tính điểm, người ta mình chỉ đá để mình kiểu để mình giao hữu xem cái khả năng của bên kia như thế nào thôi ha. Prepare là gì sir? Prepare. Rồi ví dụ đi. Trước khi mà mình muốn đi du lịch ở đâu đó thì mình phải như thế nào mình mới đi được? Qua Không phải, mình muốn đi du lịch đâu đó mình phải như thế nào với quần áo, với giày dép, với đồ đạc của mình? tôi đã Không. Chuẩn bị, muốn đi du lịch đâu phải chuẩn bị đúng không? Nhớ giùm con cái từ prepare nha, prepare là chuẩn bị, gặp nó nhiều lắm đó nha. Rồi. World Cup. Ok, World Cup Championship là gì ta? thế giới ở Giải vô địch cúp thế giới, ok. vô địch cứu thế giới ở Championship là vô địch ha. Chức vô địch hoặc là giải vô địch gì đó. Kickoff, kickoff có nghĩa là trận đấu ha, có nghĩa là cái màn so kè ha. Kickoff nó là một cái từ rất là hay, nó là kiểu đại khái là cái màn so kè, cái sự mà đấu với nhau giữa hai bên á. Rồi, mình có stadium là gì? Stadium. Cái nơi mà người ta đá bóng á gọi là gì? sinh vật độc. Nhớ nha, stadium là sân vận động. Rồi, mình có cái kênh số 4 đó là cái thể loại gì đây? Phim Phim tài liệu này tên là The World Under the Sea. The The World, không có The World, The World. World Under the Sea. Thế giới ở dưới. Thế giới ở dưới biển. Thế giới dưới biển ha. Rồi, Discover là gì? Discover là khi mà mình đến một cái nơi rất là khám phá, mình tới một cái nơi lạ lẫm, mình muốn tìm hiểu nó, mình gọi là khám phá. Rồi, mình có diver là ai? Cái người mà Đây là diver. đâu không? Diver, diver là một cái loại nghề ha, một cái loại nghề nghiệp hoặc là một cái loại hành động, một cái người nào đó người ta nhảy xuống nước, người ta đeo mấy cái đồ bảo hộ này, mình gọi người ta là gì? Rồi. Họ gì? Thật lạ. Thợ lặn hoặc là cái người đi lặn ha. Rồi explore là gì? Explore nó bằng nghĩa với lại discover luôn á, nghĩa là Là no, explore bằng với discover. Nãy nói thợ discover khám gì? khám Trời, thám hiểm hoặc là khám phá. Rồi cho cô biết tropical là gì? Một cái nơi ẩm nóng nhiều mưa mình gọi nó là cái gì? Rồi từ lạ ha. Nhiệt đới, nhiệt đới. Ok, tropical là nhiệt đới ha. Rồi ở đây mình có Pacific Ocean. Pacific Ocean là cái gì? Ở trên thế giới mình có năm đại dương lớn, có biết cái đó không? Năm đại dương lớn. Ấn Độ Dương. Gì nữa? Bắc gì? Bắc Băng Dương. Đại Tây Dương. Rồi gì nữa? Tam giác quỷ. Tam giác quỷ Bermuda là nó ở Thái Bình Dương không? Ha, nó ở cũng Thái Bình Dương không ta? Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương của anh này. Rồi. Rồi, về mình có ở đây ha, mình có là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, rồi
mình có biển Nam Cực ha, biển Nam Cực này nó đã thành Nam Đại Dương rồi ha. Rồi, và cái này Pacific Ocean nó có nghĩa là Thái Bình Dương được chưa? Việt Nam mình ở gần cái đại dương nào? Biển Đông của nước mình thuộc cái đại dương nào? Biết không? Ấn Độ Dương. Không, Thái Bình Dương ha, nhớ nha. Việt Nam, biển của Việt Nam là thuộc một phần của Thái Bình Dương nha. Rồi. Bây giờ mình có từ mấy con vật này biết hết đúng không? Rồi underwater là cái gì? Ở dưới nước. Ừ, ở dưới nước nhớ nha. Under the sea thì là ở dưới mặt biển, còn underwater là ở dưới nước nha. Rồi, mình có từ ok, hình như là xong hết rồi. Ừ, những cái từ này là còn nhớ. Factory, nhà máy đúng không? Poor là nghèo, ticket là tấm vé, lucky là may mắn, kickoff là trận trận so kè, championship là chức vô địch, stadium là sân vận động, play the trick on là chơi khăm hoặc là chọc ghẹo ha. Rồi, ở đây play a trick on này là nó là số ít nên là có chữ có ở đây nè, còn ở trên đây là con Jerry nó nhiều lần chơi khăm con Tom nên là mới là play tricks on, bỏ chữ ở thêm s thành số nhiều ha. Rồi mình sang bài mới, hôm nay mình học lesson 6, cái tiếp tục cái skills time, nhưng mà hôm nay mình học listening, speaking và writing. Ok, rồi bây giờ mình có part 1 listening này. Listen and write as Stacy, Jay, James, E, Emily, or K, Kai. Rồi bây giờ ở trong cái bài này nó có mấy nhân vật đây? Năm nhân. Không, dựa vào cái yêu cầu đầu tiên mình có S, J, E, K, vậy là có mấy người nói chuyện? Ba người. Bốn người. Ừ, bốn người nói chuyện. Bốn người này sẽ người ta sẽ nói chuyện về ok, cái đoạn nghe này sẽ nói về bốn cái bạn này này. Bốn bạn này sẽ nói về cái chương trình mà bốn bạn này xem, được không? Rồi, và ở đây những cái chương trình này nó sẽ tương ứng với lại một cái thể loại đúng không? Rồi, phải nghe được người ta miêu tả những cái thể loại và những cái chương trình này như thế nào để biết mà đánh dấu vô nha. Rồi ví dụ như là Stacy chữ S là người ta đã ghi vào ở cái picture 4 rồi nè. Rồi vậy còn picture 1, 2, 3 sẽ còn J, E và K đúng không? Nghe rõ nha. Rồi ok, cô sẽ cho nghe hai lần hả? Rồi bây giờ trước khi cô mở tai nghe thì quan sát xem những cái chương trình này mình có biết hay không. Rồi ví dụ như rồi biết à, cái picture 1 thì nhìn là biết là bóng đá đúng không, nhưng mà phải nhìn xem là đội nào với đội nào nhé. Rồi để có gì mình nghe được cái từ khóa ha. Còn cái picture 2 này là kiểu này, nhìn này, picture 2 và picture 3 đều là phim gì? Phim hoạt hình. Ừ, đều là phim hoạt hình nên là phải xác định cho cô cái tên của hai cái phim hoạt hình này nha, để mới biết mà đánh dấu nha. Rồi, hoặc là phải nghe xem, phải nhớ được cho cô cái nội dung về hai cái phim này như thế nào. Ví dụ như có coi cái picture 2 chưa? Có coi phim này chưa? Nghe rồi. Ờ, nó tên là gì qua này? Invisible gì? Gia đình siêu nhân. Ừ, gia đình siêu nhân đúng không ta? Invisible gì à? Cái nhà này tên là cái gì? Cô quên mất rồi. Quên cái tên tiếng Anh, cô quên cái tên của cái phim này rồi. Nhưng mà đại khái là về cái gia đình đúng không? Có mấy người? Có bốn người. Ừ, bốn người đều có. Đều có siêu năng lực. Ừ, đều có siêu năng lực. Người mẹ thì có siêu năng lực gì? Nhảy cao. Người mẹ là kéo dài mà đúng không? Dạ đúng. Còn cái thằng nhóc, thằng con Út là siêu năng lực gì? Ủa, đâu phải bốn người, năm người mà. Có thằng bé mới sinh nữa, đúng không? Bé nhỏ nữa. Rồi có một người chạy nhanh nữa nè, còn một người nhảy cao, rồi ông bố là cái gì đó cô quên rồi ha. Rồi nhớ nha. Còn number 3 này là phim gì ta? Phim này cô quên tên luôn rồi. Mickey. Vậy hả? Không phải Mickey, Mickey khác. Rồi bây giờ nghe nha. Nghe hai lần. 67. Listen and write S, Stacy, J, James, E, Emily, or K, Kai. Number 1. My name's Stacy.
I like watching cartoons and documentaries on TV. My favourite programme was on last week. It's about space and space travel. I learned about the different planets in our solar system and how different they are to Earth. Number two. My name's James. I like watching films and sports programmes. I really like football a lot. I love watching matches on TV. Last night, I watched England v France. The score was 1-1. There wasn't a winner, so they have to play again next week. Number three. I'm Emily. I don't watch a lot of TV, but I always watch a film with my parents on Friday night. We all love films, and after dinner, we sit on the sofa together to watch. Last Friday, we saw an adventure film about a family of superheroes. It was really good fun. Number four. I'm Kai. I love cartoons. I watch them every day after school and usually at the weekends too. I like most cartoons, but my favourite is Bugs Bunny. Have you seen it? It's very funny and he has lots of adventures with Daffy Duck. Listening 67. Listen and write S, Stacy, J, James, E, Emily, or K, Kai. Number one. My name's Stacy. I like watching cartoons and documentaries on TV. My favourite programme was on last week. It's about space and space travel. I learnt about the different planets in our solar system and how different they are to Earth. Number two. My name's James. I like watching films and sports programmes. I really like football a lot. I love watching matches on TV. Last night, I watched England v France. The score was 1-1. There wasn't a winner, so they have to play again next week. Number three. I'm Emily. I don't watch a lot of TV, but I always watch a film with my parents on Friday night. We all love films, and after dinner, we sit on the sofa together to watch. Last Friday, we saw an adventure film about a family of superheroes. It was really good fun. Number four. I'm Kai. I love cartoons. I watch them every day after school and usually at the weekends too. I like most cartoons, but my favourite is Bugs Bunny. Have you seen it? It's very funny and he has lots of adventures with Daffy Duck. Ok, đã đáp án không Sơn? Dạ con. Ok, rồi cho cô biết number 2. Ok, cho cô biết là... Rồi bây giờ mình sẽ nói theo số đi ha. Rồi number 1 là ai? Number 1 anh? James đúng không Jay? Rồi number 2? Emily hả? Yeah. Rồi number 3 là ai? Kai. Ok, so you will listen again and to... Ok. So check. Rồi. Listening 67. Listen and write S, Stacy, J, James, E, Emily, or K, Kai. Number 1. My name's Stacy. I like watching cartoons and documentaries on TV. My name's Stacy. I like watching films and documentary on TV. Rồi, bạn Stacy này thích xem cái gì và cái gì? Phim? Thích xem chương trình phim tài liệu. Phim và phim tài liệu. My favorite program was on last week. It's about space and space travel. Rồi, my favorite program was on last week. Rồi, chương trình truyền hình yêu thích của tôi là vào cái tuần rồi, đúng không? Nó về cái gì? Space and space travel.
space and space travel là gì? Space là gì nhớ không? Space là vũ trụ. Còn space travel là cái gì lên vũ trụ? Hay lên vũ trụ. Travel, chuyến du hành lên vũ trụ ha. Rồi, vậy là mình nghe tới đó là mình biết là nghe là picture 4 rồi ha. I learned about the different planets in our solar system and how different they are to Earth. Right, there are a lot of planets in the solar system. Nghe được cái đó không? Okay, there are different planets. Planet là gì? Planets là gì? Bay lên vũ trụ thì nó có nhiều cái gì trên? Nhiều. Planet, nhớ không? Học rồi. Những cái gì mà hình tròn, trái đất cũng là một planet đó. Hành tinh. Rồi, solar system là gì? Có nghe tới hệ mặt trời không? Có. Ừ, solar system là hệ mặt trời ha, là những cái hành tinh xoay quanh mặt trời ha. Rồi, tiếp tục. Number 2. Rồi, số 2. My name's James. Bây giờ là James nha. I like watching films and sports programs. Rồi, nghe được gì không? I like watching films and gì? And football. No, nghe lại nha. James, I like watching films and sports programs. Cái gì programs? Football. No. Sport programs. Tôi thích xem phim và những chương trình thể thao ha. I really like football a lot. I really like football a lot. Lúc này nó mới nói là nó thích xem bóng đá này. I love watching matches on TV. I love watching matches on TV. Tôi thích xem những cái trận đấu trên TV ha. Last night I watched England v France. Rồi, last night I watched England v France. Nghe được không? England là nước gì? VS France. France là nước gì? France là nước gì? Có biết Kylian Mbappé không? Không. Không biết luôn. Rồi, bây giờ Messi đang chơi cho cái ở nước nào? Đang chơi ở cho cái câu lạc bộ nước nào? Ai Cập. Trời ơi, Messi đang chơi cho Ai Cập. Tại sao? Lúc nào cũng nói với cô là thích xem bóng đá mà bây giờ nói vậy hả? Messi đang chơi Tây Ban Nha. Trời ơi, Tây Ban Nha là lâu rồi ông ơi. Messi đang chơi cho Paris Saint-Germain, không biết hả? Mà Paris Saint-Germain là ở nước nào? Paris là ở nước nào? France là nước nào? Vậy bây giờ France thì không có xa xôi nữa. France là nước nào? Nước nào mà có tháp Eiffel? Nước nào mà có tháp Eiffel? Trời, có nghe nước Pháp chưa? Nghe rồi. Ừ, nước Pháp là France nha. Trời đất ơi. Rồi Anh với Pháp ha. Rồi vậy là Cham là picture. Ừ, Cham là nó nói number 2 ha. Number 2 là cái tên của cái người thứ hai, hiểu không? Nhưng mà cái picture sẽ là picture 1. Rồi, nó nói vậy hơi bị loạn mình ha. Nhưng mà ý là number 1, number 2 trong cái audio nghĩa là cái người thứ nhất, cái người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư á. Ừ, rồi. The score was 1-1. The score was 1-1 ha, 1-1. There wasn't a winner, so they have to play again next week. There wasn't a winner, so they have to play another game next week. Có nghĩa là không có ai chiến thắng hết, nên là họ phải chơi thêm trận nữa vào tuần kế ha. Number 3. I'm Emily. I don't watch a lot of TV. I don't watch a lot of TV, ha? Rồi, tôi tên Emily, tôi không có xem nhiều trên TV. But I always watch a film with my parents on Friday night. But I'm always watching films with my parents on Friday night. Nhưng mà tôi luôn xem cái xem với ai? Xem phim với ai? Xem phim với bạn. No, parents là ai? Bố mẹ. Bố mẹ. Friday night là vào cái tối thứ mấy? Tối. Friday. Tối thứ ba.
Friday. You not remember? Two. Năm. Okay, you even haven't remember anything. Rồi, tối thứ sáu, Friday, nay ngộ ha, nay sao quên hết từ vựng rồi. We all love films. Chúng tôi đều yêu thích xem phim ha. After dinner, we sit on the sofa together to watch. Last Friday, we saw an adventure film about a family of superheroes. Nghe được không? Yeah. Last Friday, we saw an adventure film about a family of superheroes. It was really good fun. There was a family with... Okay, with... Oh, hình như là Supernatural, đúng không ta? Lại nha. To winner. So they have... We all love films. And after dinner, we sit on the sofa together to watch. Last Friday, we saw an adventure film about a... Last Friday, we saw a French film. Cái thứ sáu tuần rồi, chúng tôi xem một cái bộ phim của Pháp ha. A family of superheroes. A family with super gì đó, super LA gì, what? Đại khái là một gia đình có một cái sức mạnh siêu nhiên ha. Ừ, hình như là sức mạnh siêu nhiên thì mình sẽ có là supernatural, nhưng mà cái này nó là super LA, what? Rồi. It was really good fun. It was really good fun. Rồi, nhưng mà mình nghe được cái phần này là một cái gia đình, đúng không? Thì mình sẽ cho Emily ở cái picture 2, đúng không? Bởi vì bộ phim này về một cái gia đình siêu nhiên đó. Một gia đình siêu năng lực. Number 4. I'm Kai. I love cartoons. Kai love cartoons, huh? Kai loves cartoons. Watch them every day after school. I watch them every day after school. Tôi xem nó mỗi ngày sau usually giờ. At the weekends too. Và ở cuối tuần. I like most cartoons, but my favorite is Bugs Bunny. Rồi. I like many cartoons, but my favorite is Bugs and Bunny. Rồi, cái phim này có nghĩa là, cái phim này tên là Duck and Bunny. Duck and Bunny có nghĩa là con gì với con gì? I like most cartoons, but my favorite is Bugs Bunny. Bugs Bunny. Rồi, Bunny là con gì? Con chó với con vịt. Không. Bugs Bunny có nghĩa là con... Cái Bugs đó thì đại khái là cái... Chắc là cái tên đấy. Cái tên của một cái con trong hai con này. Nhưng mà cái Bunny có nghĩa là con thỏ nha. Bunny là con thỏ. Bugs Bunny thì phải con vịt và con thỏ. Sao ấy? Have you seen it? Rồi, bạn it's có xem nó chưa? Very funny. And he has lots of adventures with Daffy Duck. Rồi, có rất là nhiều cái chuyến hành trình ha. Ở trong cái phim đó ha. Rồi, đáp án tất cả là chính xác nha. Bây giờ mình sẽ sang number 2 ha. Number 2 là mình sẽ nghe lại một lần nữa và mình sẽ điền đúng hoặc sai vào những cái câu này ha. Rồi, true or false. Bây giờ cô cho một phút nhìn đọc hết mấy cái câu này đi ha, trước khi nghe nha. Để xem, để mình biết mà mình đánh dấu đúng hoặc sai. Ok, cái tên phim là tên là Bugs Bunny ha. Rồi, hồi nãy cô cũng nói Bugs là tên của cái con đó và cái Bunny là con thỏ ha. Con thỏ tên là Bugs Bunny ha. Đại khái là con thỏ Bugs ha, tên là Bugs. Rồi, bây giờ sẽ nghe lần thứ hai nha. Listening 67. Listen nghe cho bài 2. And write S, Stacy, J, James, E, Emily, or K, Kai. Number 1. My name's Stacy. I like watching cartoons and documentaries on TV. My favorite program was on last week. It's about space and space travel.
I learnt about the different planets in our solar system and how different they are to Earth. Number two. My name's James. I like watching films and sports programmes. I really like football a lot. I love watching matches on TV. Last night, I watched England v France. The score was 1-1. There wasn't a winner, so they have to play again next week. Number three. I'm Emily. I don't watch a lot of TV, but I always watch a film with my parents on Friday night. We all love films, and after dinner, we sit on the sofa together to watch. Last Friday, we saw an adventure film about a family of superheroes. It was really good fun. Number four. I'm Kai. I love cartoons. I watch them every day after school and usually at the weekends too. I like most cartoons, but my favourite is Bugs Bunny. Have you seen it? It's very funny and he has lots of adventures with Daffy Duck. Rồi, nghe thêm lần nữa. Listening 67. Listen and write S, Stacy, J, James, E, Emily, or K, Kai. Number one. My name's Stacy. I like watching cartoons and documentaries on TV. My favourite programme was on last week. It's about space and space travel. I learnt about the different planets in our solar system and how different they are to Earth. Number two. My name's James. I like watching films and sports programmes. I really like football a lot. I love watching matches on TV. Last night, I watched England v France. The score was 1-1. There wasn't a winner, so they have to play again next week. Number three. I'm Emily. I don't watch a lot of TV, but I always watch a film with my parents on Friday night. We all love films, and after dinner, we sit on the sofa together to watch. Last Friday, we saw an adventure film about a family of superheroes. It was really good fun. Number four. I'm Kai. I love cartoons. I watch them every day after school and usually at the weekends too. I like most cartoons, but my favourite is Bugs Bunny. Have you seen it? It's very funny and he has lots of adventures with Daffy Duck. Rồi, number one. Stacy watched a documentary last week. Câu này có nghĩa là cái gì? Stacy xem một chương trình. Documentary là gì? Phim gì? Chương trình tài liệu. Ừ. Vào last week là lúc nào? Tuần trước. Ừ. Đúng hay sai? True or false? True. True, hả? Huh? Rồi, number two. She learned about planets. Right or wrong? Đúng hay sai vậy? Sai. She learned about planets. Sai, okay. Number three, James only likes football programs. Đúng hay sai? Sai. Number four, England won the match. Đúng hay sai? Sai. Number five, Emily saw a film about superheroes. Đúng. Rồi, đúng. Number six, the film was on a Friday. Sai. Number seven, Kai sometimes watches cartoons. No. Câu này có nghĩa là gì? Kai một vài lần xem. Kai thỉnh thoảng. Kai thỉnh thoảng xem. Chương trình truyền hình. Hả? Cartoons là phim gì?
hoạt hình. Thỉnh thoảng xem hoạt hình, tất nhiên là xem ít đó nha. Rồi number 8, she watches TV after school. Đúng hay sai? Wrong. False. Rồi, cô ấy xem TV sau cái giờ học hết. Rồi bây giờ trước khi mình sửa bài, mình sẽ phân ra này. Mình sẽ phân chia ra là từ câu nào tới câu nào sẽ là thuộc về cái bạn nào ha. Rồi, Stacy sẽ là câu 1, câu 2 đúng không? James, ok, James sẽ là câu 3 và câu 4. Emily sẽ là câu 5, câu 6. Và Kai sẽ là câu 7, câu 8 đúng không? Là mỗi người 2 câu. Rồi bây giờ nghe nội dung nha. Listening 67. Listen and write S, Stacy, J, James, E, Emily, or K, Kai. Number 1. My name's Stacy. I like watching cartoons and documentaries on TV. My favorite program was on last week. My favorite program was on last week, ha? Rồi, là tuần vừa rồi là cái chương trình yêu thích của Stacy, nhưng mà xem là nó thể loại gì nha? It's about space. It's about space. And space travel. And space travel. Và cái đó tất nhiên sẽ là phim tài liệu rồi ha, chứ không phải là... Rồi, vậy là cái number one true là đúng. I learned about the different planets in our solar system. I learned about different planets in a solar system. Nghe không sao? I learned about different planets in a solar system. Có nghĩa là tôi học về những cái hành tinh khác nhau trong hệ mặt trời. Vậy là number two là true mới đúng ha. Rồi, tiếp tục. And how different they are to Earth. And how different they are to Earth. Và nó khác như thế nào so với trái đất nữa. Number two. My name's James. I like watching films and sports programs. I really like football a lot. Rồi, có nghĩa là James này là thích xem phim và chương trình thể thao đúng không? Chứ không phải là chỉ thích xem chương trình bóng đá thôi ha. Rồi, còn thích xem phim nữa. Nên là cái câu này false, đúng không? I love watching matches on TV. Last night, I watched England v France. The score was 1-1. Oh, the score was 1-1, so the result is equal. Nên là cái kết quả sẽ là bằng nhau ha. Không có ai thắng hết. Câu 4 false, chính xác luôn ha. There wasn't a winner, so they have to play again next week. There wasn't a winner, không có ai thắng hết nha. Number 3. I'm Emily. I don't watch a lot of TV, but I always watch a film with my parents on Friday night. We all love films, and after dinner, we sit on the sofa together to watch. Last Friday, we saw an adventure film about a family of superheroes. It was really good fun. Rồi, một bộ phim về super, hình như là super H, okay, super LA. Something like that. Rồi, có nghĩa là những cái siêu anh hùng đó. Vậy là number 5 là true. Còn number 6 là the film was on a Friday. Đúng hay sai? Đúng. Ừ, đúng. Buổi tối thứ 6 á, là cũng là thứ 6 luôn đây. Number 4. I'm Kai. I love cartoons. I watch them every day after school and... Rồi, Kai này, Kai watches cartoon every day after school. Là xem mỗi ngày sau giờ học luôn. Chứ có phải là thỉnh thoảng không? Yeah. Ờ, nên là câu 7 là câu sai chứ không phải câu đúng nha. Rồi, và nó she watches TV after school là chính xác luôn này. Câu she watches TV after school là câu true chứ không phải là câu false. Nó xem TV mỗi ngày sau giờ học. Rồi, đây là tất cả những cái đáp án nha, sửa lại nha. Sơn bị sai câu số 2 này. Câu số 7, câu số 8 và câu số 6. 2 6 7 8 ha. Rồi sửa kết quả lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ câu 2, câu 6, câu 7, câu 8 nha. Sự nhìn lên bảng sự kết quả lại nha.
Rồi, xong chưa? Mình qua phần speaking ha. Rồi, phần speaking này cô, ở đây mình sẽ có những cái câu như sau. Tell me about your favorite program. Rồi. Này, ba cái câu bên trái này sẽ là ba cái câu mà cô hỏi bạn Sơn ha. Bạn Sơn sẽ trả lời dựa theo những cái khung bên phải ha. Rồi, cô sẽ hỏi câu đầu tiên là tell me about your favorite program. Câu này có nghĩa là gì? Chương trình nào? Không, tell me about your favorite program. Tell là gì? Nói chương trình nào bạn thích nhất. Nói cho tôi về chương trình yêu thích của bạn ha. Rồi câu thứ hai là what channel is it on? Channel là gì Sơn? Tôi. Channel là gì? Cái bài vừa rồi mình có channel 1, 2, 3, 4 đó nhớ không? Kênh đúng không? Vâng. Vậy là cái kênh đó là cái kênh máy ha. Rồi câu thứ hai là sẽ cho cô biết là nó chiếu ở trên cái kênh nào. Rồi when it's on có nghĩa là when là cái gì? Khi sau đó nó. Khi nào nó chiếu? Được không? Rồi bây giờ sẽ suy nghĩ và trả lời cho cô ba câu này ha. Rồi you have 3 minutes. Rồi bây giờ suy nghĩ xem ba câu này sẽ trả lời cho cô như thế nào dựa vào những cái câu là my favorite program is. Là cái này sẽ trả lời cho cái câu của đầu tiên đúng không? Còn câu thứ hai là I watch it at hoặc là it's on. Là cho là cái đó là sẽ trả lời là nó ở trên cái kênh nào. Sẽ có hai cách trả lời. When it's on, khi nào nó sẽ diễn ra đúng không? Thì nói là, thì sẽ trả lời là it's on gì đó hoặc là hoặc là I watch. Ok, it's on. Còn cái it's got hoặc là it's about này là miêu tả cái nội dung của nó ha. Rồi bắt đầu suy nghĩ đi. Suy nghĩ xem sẽ nói về cái chương trình nào. Okay, so tell me about your favorite program. My favorite program is Tom and Jerry. Okay, so you talk about Tom and Jerry. Rồi. So tell me some details about that cartoon. Rồi cho cô biết vài chi tiết về cái phim đó đi. Cái phim đó là về cái gì? Rồi trả lời là it's about được không? It's about rồi nói về cái nội dung. It's about a cat. It's about a cat and a cat tên gì ta? Tom. A cat. Tom, a mouse tên là? Vì nó còn có con chó với một người em của. Rồi, vậy bây giờ chỉ cần nói là a cat, a mouse, a dog and có một người phụ nữ là chủ của con Cherry, con Tom đúng không? Có một người phụ nữ với có một đàn ông nữa. Vậy hả? Thôi vậy thì chỉ cần nói là câu chuyện này có ba con vọt lặn mèo chó với lại con chuột thôi. Mấy người kia thì mang nhân vật phụ đừng nói tới nha, nó nhiều lắm. Tại vì ví dụ muốn nói hết nhân vật thì còn mấy con mèo mà ở trong thành phố nữa. Mấy con mèo mà hay ức hiếp con Tom đó. Với lại con mèo trắng, biết con mèo trắng không? Con mèo mà là crush của con Tom đó. Nếu mà nói thì phải nói hết cái đó. Đây là chị của con Nicky.
Oh, yeah, chỉ cần nói là a cat called Tom and a mouse called Cherry thôi ha. Mới là nhân vật chính thôi, còn nhân vật phụ nhiều lắm. Rồi. Nhân vật phụ nhiều lắm. Rồi. Rồi cái nội dung là sao? Con Cherry nó thường làm gì với con Tom? Nhớ cái từ chọc kẹo là gì? Play chat. Ờ, Cherry. Này. Cherry usually. Đợi xíu nha, kéo nó. Cherry usually play chat. Play tricks on. Play trick on Tom. Ừ, play tricks on Tom and tìm cách là gì? Khi nãy mình nói tìm cách là gì ta? And play tricks on Tom and find way and find way to escape from it. From it ha? Hay là from Tom ha? Rồi, đại khái nói vậy thôi ha. Rồi, cái đó là cái nội dung đúng không? Rồi bây giờ, ok, what channel is it on? It on for 15 time. No, ý là nó hỏi là cái kênh nào chiếu cái đó. Rồi, ở ngoài đời thật có xem phim đó không? Thì có. Nói nó ở kênh nào nhớ không? Kênh Cartoon Network. Đúng rồi, Cartoon Network, giỏi. Viết tắt nó là gì? CN đúng không? Đúng. CN Cartoons Network. Rồi. Tôi đừng giải là cấu. Ok, rồi. Câu thứ ba. When's it on? Nó chiếu vào khi nào? For 15 o'clock. Rồi. For 15. Rồi, bây giờ cho cô biết là từ thứ mấy tới thứ mấy? From thứ mấy. Rồi đừng có dựa vào trong cái bài hào đọc của mình nữa, chỉ cần ví dụ nói ở ngoài đi, mình xem thứ mấy. Mình ở ngoài thôi. Mình ở xem. Rồi bây giờ nói đại đi ha. Nói đại đi. Nói đại thứ mấy cũng được. On gì? On yesterday and Monday. On yesterday là sao? Và hôm qua vẫn hà. Rồi cho cái thứ thôi. On Monday and Tuesday. On Monday and Tuesday. Rồi xong rồi ha. Rồi cô nhắc lại nha, trả lời cho ba câu này. Đầu tiên là câu tell me about your favorite program, thì sẽ trả lời là my favorite program is, rồi Tom and Cherry, rồi sẽ nói is about a cat called gì đó, rồi ha, bắt đầu từ cái khúc mà a cat này cho tới hết sẽ là kể về cái câu chuyện đại khái ha. Sẽ dùng is about. Trả lời cho câu what channel is it on, thì sẽ trả lời là is on CN đúng không? CN channel hoặc là is on Cartoon Network. Rồi trả lời cho câu when it on thì có thể trả lời là is, okay, it's on for 15 p.m. hoặc là 4 o'clock on Monday and Tuesday. Rồi, that's all. Mình sẽ xem phần writing ha, writing của mình. Rồi. Number 4, write the words at until change the meaning. Rồi, cái yêu cầu số 4 là gì? Số 4 yêu cầu mình làm cái gì? Viết những cái từ này đúng không? Đúng. Thêm cái gì vào? Thêm at hoặc not. Này. Thêm cái từ gì vào? Cái chỗ cô bôi đen này.
thêm cái chỗ ân. Ừ, thêm ân. To change the meaning. Để gì? Để tìm câu hỏi. No, no, change. Change là gì Sơn? Change là thay đổi. Change the meaning là đổi nghĩa của nó. Làm sao? Quan sát cho cô 8 cái từ ở trong đây. Ừ, rồi. 8 cái từ này nó có một cái nghĩa cố định của nó đúng không? Khi mà mình thêm on vào trước nó, khoan hãy làm. Khoan hãy làm nghe cô nói này. 8 cái từ này này, khi mà mình thêm on vào trước nó thì nó sẽ trở thành một cái nghĩa đối ngược với cái nghĩa ban đầu. Hiểu chưa? Đối với trường hợp 8 cái từ này thôi, ví dụ như từ happy là gì? Unhappy. No, no, no. Từ happy có nghĩa là gì? Vui. Ừ, vui vẻ. Vậy mình thêm un vào happy thì sẽ là unhappy, thì nó sẽ có cái nghĩa đối ngược với happy là gì? Nhàm chán. Ờ, không. Không vui. Được không? Rồi, tương tự sẽ thêm un vào tất cả những cái từ còn lại. Trong, nhớ nha, cái chỉ cần chỉ được thêm un vào 8 cái trường hợp này thôi nha. Mình học trước 8 từ này thôi. Chứ không có tùy tiện thêm vào un vào những cái từ khác nha. Rồi, bắt đầu làm đi. Tại vì mỗi một cái những cái tính từ khác á, mình muốn là tạo thành một cái nghĩa đối với nó, thì nó còn mình còn có thể thêm im hoặc là gì trước nó đi ha. Cái đó là những cái trường hợp khác. Ừ. Còn cái trường hợp là thêm on vào để thay thế nghĩa, làm cho cái nghĩa nó trở thành đối lập với cái nghĩa ban đầu á, thì chỉ là 8 cái từ này thôi. Rồi, ok. Bây giờ trước khi mà mình sửa cái bài tập thì bây giờ đọc cái khung bên cái bên trái cho cô này. The prefix. The prefix. The prefix. 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 The prefix. Prefix. No, prefix. 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 Fix. Oh, prefix. Prefix. Un. Un. Changes. Changes a word. So. So it means the opposite. The opposite. Mm. Right. Look. Lucky.
Lucky. Lucky, thêm anh vào. Thành gì? That lucky. Ừ, unlucky thì nó sẽ bằng với cái gì? Không may mắn. No, unlucky nó bằng với cái gì nè? Nhìn vào cái màn hình coi nè. Not lucky. Không may mắn. Ừ, unlucky nó sẽ bằng với not lucky, có nghĩa là không may mắn, có nghĩa là gì? Bây giờ nghe nha. Tiền tố anh. Tiền tố là cái gì? Tiền tố là các yếu tố mình thêm vào trước một cái tính từ, được không? Sẽ thay đổi nghĩa của một cái từ làm cho nó có nghĩa đối ngược lại. Opposite là đối ngược, được không? Cái tiền tố in nó sẽ thay thế cái từ đó, làm cho cái từ đó mang cái nghĩa đối ngược lại. Rồi, thì đơn giản thôi. Ví dụ mình có từ lucky, mình thêm cái tiền tố in vào nó thành unlucky. Thì lucky là may mắn, mình thêm chữ in vào unlucky nó sẽ có nghĩa là not lucky, là không may mắn. Được không? Để đối ngược lại với nó đó. Rồi, tương tự ha. Rồi, cho cô nhớ cho cô là 8 cái từ này kèm thêm chữ lucky, chỉ có 9 từ này mình thêm in vào nó mới thành cái nghĩa đối ngược lại thôi nha. Những từ khác là những cái trường hợp khác. Rồi, vậy bây giờ mình có number 2, friendly, thì mình thêm tiền tố in vào sẽ thành in gì? Unfriendly. Rồi, friendly là gì? Bạn. No, friendly là cái gì? Rồi, friendly là những cái người mà có thể kết nhiều bạn thì người ta như thế nào? Thân thiện, được không? Friendly là thân thiện, vậy unfriendly là cái gì? Không thân thiện. Ừ, mình có number 3. Well. Well thêm un vào thành un gì? Unwell. Ừ, well là gì? Well là chia sẻ. Không, well là tốt, là được, là tốt, là được, là giỏi. Nói chung là vậy ha. Rồi. Vậy unwell? Không tốt. Ừ, không tốt, không giỏi, không đạt. Thường thường cái chữ well là người ta sẽ dùng để phê vào cái điểm ha. Rồi, mình có number 4 là safe. Đối ngược với safe sẽ là? Unsafe. Ừ, unsafe. Rồi safe có nghĩa là gì ta? An toàn. Vậy unsafe là? Không an toàn. Ok, number 5. Clean. Đối ngược với clean là? Unclean. Ừ, clean là cái gì? Làm gì? No, clean cái tính từ của nó là sạch sẽ, gọn gàng. Vậy unclean là cái gì? Không sạch sẽ, không gọn gàng. Ừ. Number 6, comfortable. Comfortable là gì? Thoải mái. Đối ngược với comfortable là? Uncomfortable. Ừ, uncomfortable có nghĩa là? Không thoải mái. Ừ, không thoải mái là bất tiện ha. Rồi, number 7, mình có từ kind. Vậy đối ngược với kind là? Unkind. Ừ, kind nghĩa là gì? Tốt bụng. Ừ, còn unkind? Không tốt bụng. Rồi, number 8, có popular. Popular là gì? Popular là? Được nhiều người biết tới, mình gọi là? Nổi tiếng. Ừ, đối ngược với popular là? Unpopular. Nghĩa là? Không nổi tiếng. Ừ, không nổi tiếng hoặc là không có phổ biến gì ha. Rồi, kiểu vậy. Rồi, cái này cô nhắc lại nha. Mình sẽ thêm cái tiền tố in. Cái tiền tố in nó sẽ thay đổi cái nghĩa của từ, khiến cho nó có một cái nghĩa đối ngược với nó. Và cái tiền tố in này mình sẽ áp vào chính cái từ này thôi nha. Rồi, nó sẽ làm cho cái từ có nghĩa đối lập lại. Ví dụ như mình có từ lucky là may mắn, thì mình thêm un vào thành unlucky, nó sẽ bằng với not lucky là không may mắn. Đương tự mình có happy là unhappy, friendly là unfriendly, well là unwell, safe là unsafe, clean là unclean, comfortable là uncomfortable, kind là unkind, và popular là unpopular. Ok, rồi bây giờ mình sẽ... Ok. Cô dặn một xíu trước khi cô cho nghỉ nha. Về làm bài tập cho cô nha. Làm bài tập trang 63. Nộp trước buổi thứ 6 nha. Bài trang 63. Bài mà đầu buổi cô kêu đó. Là bài tập tuần trước mà chưa có nộp đó nha.
là 11. Làm bài trang 63. Bài tập. Làm hết bài 63 luôn, trang 63 luôn. Là tại vì nó là bài tập tuần trước, mà tuần trước có nộp bài đâu. Được không? Được rồi. Rồi, đọc chút bài học thứ 6, kêu mẹ chụp hình gửi cho thầy nha. Yeah. Ok, rồi, hôm nay cô cho nghỉ sớm ha, goodbye. Goodbye. Ngủ đi, thấy sắp ngủ gục rồi ha. Bye bye. Bye.